Hi, welcome back to my channel Stars Canego. Và từ kênh đầu tiên, ok? Trung Quốc Hero. Và từ kênh thứ hai, How of Slenderia, let go. Ok, hai màu giấy rồi. Trong cái này thì các bạn sẽ tìm tất cả 8 màu giấy. Khi đó thì các bạn sẽ lấy cái chiếc sổ để xuống dưới căn hầm trong ngôi nhà. Và let's go, tiếp tục vào. Thank you.
dưới. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cái chiếc chìa khóa và xuống dưới tầng hầm. Khi xuống dưới tầng hầm thì các bạn sẽ tìm một Cobra và trong đó thì các bạn sẽ lấy được một bức ảnh. Một bức ảnh đó là bức ảnh các bạn hoàn thành cái này. Ok, tắm ở dưới đã hoàn thành. Volta grande, tchau. Grande, tchau. Oh yeah, ok. Bạn sẽ rửa bàn tay đi cô.
Granny. Granny, how okay? Let's go. Thank you.
chọn cái này, các bạn có thể chọn những cái mà cần dùng. Ok. Rồi và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Jet Skinner. Let's go. Mình đang tìm một đoạn dây, không biết đoạn dây ở đâu rồi. Đây rồi.
chạy đi mà không kịp luôn.